vị trí dẫn đầu Minh Chiết. Và chúc mừng đồng truyền hình đã thuộc về trường Trung học Đông Chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế. Và đó chính là Nguyễn Minh Chiết. Nguyễn Minh Chiết, Trung học phổ thông chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế, nhất quý 2 với 290 điểm. Chàng trai có phong độ thi đấu ổn định, lần lượt giành vòng nguyệt quế một cách thuyết phục ở các vòng tuần, tháng, quý. Minh Chiết sở hữu vốn kiến thức chắc chắn, hứa hẹn sẽ là một đối thủ nặng ký trong trận chung kết năm. Và ngay bây giờ, hãy cùng nhìn lại hành trình đến với chung kết Olympia năm thứ 23 của Nguyễn Minh Chiết. Bây giờ là phần thi khởi động. Petrus Vias là bức họa nổi tiếng của họa sĩ nào? Minh Chiết, Leonardo da Vinci, 10 điểm. Chiếc máy tính cơ khí đầu tiên trên thế giới do Pascal chế tạo chỉ có thể thực hiện được hai loại phép tính nào? Minh Chiết, công tư, chính xác. Voltaire, Balzac, Hector Malot là những nhà văn lớn của nền văn học nước. Minh Chiết, Pháp, chính xác. Bài dân ca nào đã được sáng tác từ câu thơ Lục Bát con cò bay lả bay la bay từ cửa phủ Minh Chiết, con lạ, 10 điểm. Bài thơ Chân quê của nhà thơ Nguyễn Bính, loài hoa nào được nhắc đến? Minh Chiết, hoa chân, 10 điểm. Khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc đồng bằng sông Cửu Long? Định An, Nam Căn, Nhân Hội. Minh Chiết, Nhân Hội, đúng là như vậy. Chỉ tay và vân tay được hình thành trên lớp nào của da? Minh Chiết, tiểu bì, 10 điểm nữa. Công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video VAR trong bóng đá được Minh Chiết, World Cup 2018, đúng là như vậy. Microsoft Word tổ hợp phím Control Home dùng để làm gì? Minh Chiết, vị đáng đầu tiên. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Các cuộc so tài quốc tế do IOC tổ chức vào mùa hè hoặc mùa đông được gọi chung là gì? Và chúng ta cũng đã nghe được tiếng chuông từ bạn Minh Chiết. Xin mời bạn. Chướng ngại vật của em là thể thao. Tại sao lại là thể thao Minh Chiết? Cơ sở suy luận của em là ngày mai là ngày thể thao Việt Nam. Ngày thể thao Việt Nam thì có chữ thể thao trong đó. Vậy lại là đáp án của hàng án này theo em nghĩ sẽ là thể vận hội. Và thể vận hội thì sẽ là nơi tranh tài các cuộc thi thể thao. Và câu hỏi cũng rất tinh tế khi đã che giấu đi từ thể thao. Và em nghĩ đó là một cái em nên tin vào. Tuy Minh Chiết đang tạm dẫn đầu với một số điểm khá an toàn, một vị trí khá là chắc chắn, tuy nhiên phần chơi của Minh Chiết rất tiếc sẽ phải dừng lại. Và ba bạn thí sinh khác cũng thế. Xin chúc mừng Minh Chiết. Bà là nữ tổng biên tập đầu tiên của Việt Nam, chủ bút báo Nữ Giới Chung. Bà từng sáng tác bài Cây Mai với những câu: Ngọc ánh chi nài son phấn đượm, vàng dòng há sợ sắc màu phai. Bà là ai? Sướng Nguyệt Anh. Phải nói rằng là Minh Chiết có một khối kiến thức đáng nể đấy ạ. Chúc mừng bạn. Hàng năm vào mùa sinh sản, chờ khi đêm đến, rùa bò lên bờ đẻ trứng và vùi trứng dưới cát. Khi quay trở về biển, rùa khóc lóc đau đớn, những giọt nước mắt to và mặn tuôn rơi trên cát. Rùa khóc để làm gì? Câu trả lời của em đây là rùa khóc để giảm lượng muối trong cơ thể. Tôi lại phải nhắc lại câu lúc nãy tôi nói. Kiến thức của bạn quá khủng. Living in Vietnam, I know the country has a whole history underground. For example, the Cu Chi Tunnels. They are an immense network of connecting tunnels located in the Cu Chi District. The tunnels were used by Vietnamese soldiers as hiding spots during combat, as well as serving as communication and supply routes. Hospitals, food, weapon caches, and living quarters for numerous North Vietnamese fighters. In which city are the tunnels of Cu Chi located? Ho Chi Minh City. Bạn đã nghe được cô nói những gì ạ? Dạ, em nghe được là cô đang nói là sống ở Việt Nam thì có một cái bề dày lịch sử rất là thú vị. Và cô biết là ở Việt Nam có một cái hệ thống gọi là hệ thống địa đạo rất là nổi tiếng. Và những cái địa đạo đó thì có một cái địa đạo nổi tiếng nữa trong tất cả các địa đạo là địa đạo Cu Chi. Trong hệ thống địa đạo đó thì có cả thức ăn, cả bệnh viện. Vậy thì cô hỏi là cái hệ thống địa đạo Cu Chi đó nằm ở thành phố nào? Và câu trả lời của em là thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, rất nhiều thông tin được đưa ra và bạn nhớ khá là kỹ đấy ạ.
Và Minh Chiết đã xuất sắc giành được 20 điểm. Chúc mừng bạn. Xin mời Minh Chiết. Câu trả lời của em là Nguyễn An Ninh. Một phong thái trả lời vô cùng rõ ràng, mạch lạc của Minh Chiết. Tiếp tục, vị trí dẫn đầu, Minh Chiết.